Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 23 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung là Samsung S8 các bạn nhé. Đây S8 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Này, con S8 này. Con S8 này thì là màn hình của nó độ phân giải là 2K cộng nhé các bạn nhé. Đây. Màn hình độ phân giải là hơi 2K cộng này. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn nhé. Này. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB ạ. Này. Đây S8, con này là bản công ty nhá. Hai SIM hai sóng đấy ạ. Con này là bản 950 FD, FD bản FD là bản công ty nhá. Hai SIM hai sóng các bạn ạ. Đấy. S8 bản là 950 FD. Hai SIM hai sóng. Con này thì máy màu gold các bạn nhá. Máy màu gold này. Máy màu gold này. Máy màu gold. Hình thức còn khoảng độ 90% các bạn nhá. 90% này. Đấy. 90%. Và sản phẩm Samsung S8 này thì là bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Tình trạng thì màn thì hơi bị ám một chút nhé. Màn con này thì bị hơi bị ám một chút. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá con này là với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. S8 màu gold. Viên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hơi ám một chút. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này các bạn nhé, hàng lịch sớm nhất. Một là qua Zalo, đây số này mình dùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Số này là số chính của mình nhé, thì mình hay cầm theo người, còn số này thì mình để cửa hàng nhà mình. Thì lúc nào xuống cửa hàng thì mình mới nghe máy được. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua bán lựa chọn nhé. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Các bạn nào tin tưởng bên mình rồi các bạn thể chọn thức là chuyển khoản trước, còn các bạn nào mà tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn cọc cho mình là 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Này S8 đấy. Đấy, 3 triệu đồng. Đấy. Và theo và nhiều bạn thì cũng có hỏi mình là có cho mình lời khuyên thì có nên mua hàng online không ấy. Thì lời khuyên tư vấn của mình thì các bạn nên trong thời điểm là dịch Covid-19 này thì các bạn nên chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn nhé. Đấy, các bạn nên chọn hình thức là Shipco cũng được. Tại vì các bạn nên chọn hình thức Shipco để biết tại sao. Thì các bạn cứ chọn hình thức là cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Ví dụ các bạn đọc với XBE này. Mà chẳng may ví dụ bên mình cháo con cục gạch hoặc là bên shipper họ cháo con cục gạch. Thứ nhất là phải mang tiếng nhau ra thì các bạn cứ chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé. Đấy. Và hôm nay thì mình về được hai con S7E này. Đấy, hai con S7E. Hai S7E này. Đấy. Hai con S7E này. Đấy. Mình sẽ bóc cái dây này ra một chút. Mình sẽ ghi giá vào đây luôn cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ ghi giá vào đây luôn. Chín trăm k và con này là 2 triệu này, 500k đấy. S7 em nay thì mình về được 2 cây các bạn nhé. Đây cây màu gold này, cây màu gold này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.900k nhé. Đấy, con này là bản hàn một sim các bạn nhé. Này con này là bản hàn một sim ạ. Đây S7 đấy, bản hàn một sim ạ. Con S7E này, con S7E này thì nó là RAM gì nhỉ? Con S7E này thì nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đó. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này máy màu gold. Hình thức là máy đẹp là 90/90% nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.900k. Con này thì là màn đẹp không ám ố các bạn nhé. Đây. Con này thì là S7E này thì màn đẹp này, không ám ố các bạn nhé. Đấy, máy đẹp trên 90%. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.900k nhá, bản hàn một sim nhá. Đấy, và con đây là con cũng là con bản hàn một sim này. Đây.
Con này cũng là bản Hàn một SIM. Đấy. Bọn SBE này các bạn có thể nâng lên 2 SIM cũng được. Đấy, bạn nâng lên. Con này thì là tính trước là màn bị ám một chút này. Đây, con này thì bị màn bị hơi ám nhé. Đấy. Đấy. Con SBE này màn thì hơi ám một chút. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.500k nhé. Đấy. 2.500k cho các bạn nhé. Đấy. Hình thức là máy đẹp cũng là trên 90% các bạn nhé. Con này thì máy màu bạc. Thì là màn bị hơi bị ám một chút này. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.500k nhé. Đấy. Con này thì là 2.500.000 nhé các bạn nhé. Và con này thì là màn đẹp là 2.900.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn liên hệ hàng lượt sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 3 cây Samsung A7/2018. Máy con A7/2018 này, ba con này đều là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Đấy, ba con này là bản công ty 2 sóng, máy đẹp là trên 90% nhá. Máy đẹp như là mới luôn. Đấy, một con xanh này. Một con xanh này và một con gold này các bạn nhé. Đấy, máy rất là đẹp nhá. A7/2018 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Con A7 này các bạn nhiều bạn cũng không lạ gì nữa nhá. Bản công ty 2 SIM này. Đấy, A7/2018. Đấy, bản công ty 2 SIM 2 sóng. Phiên bản của nó là RAM 4GB nhá. Này. Của nó là RAM 4GB. Này. À đâu, con này là bản RAM EVC. Ừ, đấy, mình không để ý đấy. Hình như nó có bản đấy. Mình xem bản này bao nhiêu GB, nó có bản RAM bao nhiêu GB ấy. Không phải toàn bản RAM 6. Mấy con này bản RAM 6 này. Đây. Mấy con này nhà mình là bản RAM 6GB các bạn nhé. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy. Hai con màu xanh thì mình sẽ xem bản. Con này mình chưa quên, mình chưa xem được bản bao nhiêu ghi. Nó đã hết pin mất rồi, mình chưa sạc được. Đây, mình sẽ sạc con này lên cho xem cho các bạn là mấy ghi nhé. Con này thì mình quên, mình chỉ để pin mất. Đây. Đấy, A7/2018 này. Máy đẹp như là mới này. Phiên bản là RAM gì nhỉ? Phiên bản là RAM gì nhỉ? RAM 6GB. Đấy. RAM 6GB này. Bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Đấy, A7/2018 đấy. Đấy. Máy rất là đẹp này, đẹp keng. Đây, con này màu xanh này cũng đẹp keng các bạn. Đấy. Đây, máy màu xanh đẹp keng như nồi keng luôn này. Con này như cũng bản 128GB đấy, màu xanh đẹp lắm này. Con này thì pin đang hết, GND hình như cũng màu gold đấy. Rồi, còn bạn này cứ đây mình để lọc này ba con này riêng ra. Tí nữa mình sạc xong thì mình sẽ bảo giá cho các bạn nhé. Đây, hôm nay nhà mình có mấy con A8/2018 này. Đấy. A8/2018 này. Con này cũng là bản công ty này, đấy, A8/2018. Con này là bản công ty, quên mất mình đang chạy vào cái máy này. Từ mình cắm ra bên kia sẽ để cho nó sạc lên đã nhé. Con này là A8/2018, con này bản là công ty nhé. 2 SIM 2 sóng này. Đấy. Đây, bản công ty 2 SIM 2 sóng đấy. Đấy, A8/2018 con này bản 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con A8/2018 này nó RAM 4GB nhé. Đây. A8/2018 này, RAM của nó là RAM 4GB.
Bộ nhớ trong là 32GB nhé. Bản công ty của nó thì là 2 SIM 26 các bạn nhé. Đấy, RAM 4GB. Bộ nhớ trong của nó là 32GB này. Đấy, A8 2018 RAM 4 các bạn, nó khỏi chê luôn. Con này thì hình thức máy đẹp còn 90%. Tình trạng thì màn nó hơi bị chỗ này nó hơi bị sức sức tí này. Cái đấy. Này. Đấy. Chỗ này người ta kiểu người ta hơi bị sức sức một tí này. Đấy. Đấy. Ở riêng này nhá. Đấy. Này, các bạn sáng lên không thấy gì. Các bạn để tối thì các bạn tối thì các bạn nhìn nó hơi hơi riêng này thôi nhé. Đấy. Đấy. Sáng lên thì các bạn không thấy gì nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đấy. 2 triệu đồng máy màu gold. Hình thức cũng khá là ok các bạn nhá. Đấy. Đấy, A8 2018. Con này thì là tất cả bình thường. Chỉ mỗi một tí tí thì sức một tí đây thôi. Bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá, con màu gold này nhá. Nó thật với các bạn, dùng A8 này cực kỳ là sướng, RAM 4 chạy, nó thật với các bạn. Khỏi phải chê nhá. Đấy. Đây và hai con này nữa đây. Đấy. Đây. Hai con này thì là vỏ cũng có phẩy theo thời gian này. Đấy, hai con này thì vỏ phẩy theo thời gian. Đấy. Tất cả đều là màn đẹp hết. Đây. Đấy. À, hai con này cũng là bản công ty, hai SIM hai sóng hết các bạn nhé. Đấy. Còn hai con này cũng là bản công ty, hai SIM hai sóng hết. Đấy. Cũng là bản công ty này, hai SIM hai sóng hết. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì hai con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu mốt một con nhé. Đấy, A8 2018, vỏ thì cũng có cũ phẩy phẩy theo thời gian này. 2 triệu mốt một con nhá. Đấy. Con này là 2 triệu mốt này và con này cũng là 2 triệu mốt các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy các bạn, nhớ hàng sớm nhất nhá, rất là rẻ. Con này thì là 2 triệu này và 2 triệu mốt này, 2 triệu mốt này. Đấy, rất là rẻ. Năm 2020 điện thoại các bạn cũ rất là rẻ. Tại biết vì sao các bạn lại điện thoại rẻ không? Tại vì là đồng tiền Việt Nam đang bị mất giá các bạn nhé. Đấy, tại vì nhà nước họ sản xuất tiền ra cực kỳ là ồ ạt, cực kỳ là ồ ạt. Nên là tiền mất giá. Chỉ với 2 triệu đồng thôi các bạn sở hữu điện thoại. Nào thì RAM nọ, chip kia rất là rẻ. Đấy. Còn vàng thì nó, vàng thì trong nước không sản xuất được mà. Tiền thì Việt Nam thì sản xuất được, còn vàng thì trong nước không sản xuất được. Đâm lúc nào vàng nó đắt. Và thứ hai là có lên cao cơ các bạn nhé. Đây, mình sạc lên. Mình đã sạc lên rồi. Đây. Z7 Braille này. Đấy, Z7 Braille hôm nay nhà mình về được 4 cây các bạn nhé. Z7 Braille thì các bạn cũng đã biết rồi. 4 cây này của mình. Tất cả là máy đẹp nhé. Đấy, máy đẹp này. Đẹp 90/90%. Đấy. Z7 Braille này, Z7 Braille này. Z7 Braille nhá. Đấy. Đấy, Z7 Braille, máy zin đét nhá. Máy zin đét nguyên bản nhá, main zin màn zin nhá. Đấy, Z7 Braille. Z7 Braille này của mình là bản công ty 2 SIM 2 sóng nhá. Tất cả đều là bản công ty 2 sóng. Đây mình sẽ xem con A7 2018 này là cấu hình nó là bao nhiêu GB. Của nó cũng là con này thì là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhé, con màu gold này. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Để xem tí nữa mình sẽ báo giá bọn này cho các bạn ấy. Z7 Braille, máy zin đét các bạn nhé. Zin đét này. Đấy. Z7 Braille thật các bạn. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân thì khỏi phải chê luôn nhé. Z7 Braille, bản công ty 2 SIM 2 sóng. Máy đẹp 90/90%. Z7 Braille này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.700.000 một con nhé. Đấy. Tại vì sao điện thoại bây giờ rẻ? Tại vì đồng tiền Việt Nam mất giá, nhà nước sản xuất ra cực kỳ là ồ ạt. Nói chung là cũng có tiêu chí nhưng mà vẫn ồ ạt. Tại vì vàng lúc nào có giá, tại vì vàng là trong nước mình không sản xuất được, đâm là vàng rất là có giá và còn có tăng cơ. Bây giờ mà tiền Việt Nam mà hạn chế sản xuất in tiền ra ấy, thì cái giá trị của điện thoại nó lên cực kỳ là cao. Các bạn đi cầm cái gì đi mua được tiền. Như của các bạn, ví dụ như các bạn ngày xưa các bạn đi cầm mấy triệu các bạn đi mua được mảnh đất đấy. Bây giờ các bạn cầm mấy triệu đi ấy, nói thật với các bạn không mua được một mét đất các bạn nhé. Đấy, mét đất ở quê không nói, nhưng mà mét đất ngoài Hà Nội thì các bạn cầm mấy triệu thì không mua nổi mét đất các bạn nhé.
Đấy, ở quê thì không nói nhưng mà Hà Nội, tại vì tiền bây giờ mất cực kỳ, mất giá trị. Đấy, ngày xưa các bạn chỉ cầm ngần này tiền thôi, các bạn có thể là đi mua được chòm đất Tô Bình. Bây giờ các bạn phải vác một bao tải tiền, hai bao tải tiền, mấy nào thì chuyển khoản những khiếc mới đi mua được mảnh đất nhé. Đấy, tiền Việt Nam bây giờ cực kỳ mất giá. Đấy, mình cũng rất là lo sợ đấy. Đấy, dí bảy bờ rai. Các bạn giá chỉ có 1.700.000, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân rất ok. Nhà mình thì có màu gôn này. Đấy. Màu gôn, mà bạn nào thích màu đen thì các bạn chọn màu đen này các bạn nhé. Đấy. Gôn này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Prime thì các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất. Thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.700.000. Đấy, máy 2 SIM 2 sóng dùng cực kỳ là ok nhé. Con này máy đập keng luôn này. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800.000 nhé. Đấy, con A7-2018 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800.000 đấy. Và hai con này là đều là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Hai con màu xanh này của nó là bản RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.1 triệu nhé các bạn nhé. Đấy. 3.1 triệu các bạn nhé. Đấy. Đấy. 3.1 triệu đấy. Đấy. 3.1 triệu đấy. Đấy. Máy đẹp như kiểu là mới luôn đấy. Đấy. 3.1 triệu. RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB. Điện thoại đấy. Các bạn đấy chỉ với 3 triệu đồng thì các bạn chỉ mua ngày xưa. Các bạn chỉ mua được con Lumia 520 thôi. Đấy, bây giờ 3 triệu đồng các bạn mua được RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Thế các bạn, đấy đồng tiền Việt Nam mất giá không ạ? Quá là mất giá luôn. Đấy. Này. 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 Đấy. 3.1 triệu nhé. Và con này thì là 2.800.000 nhé các bạn nhé. Đây, mình còn một con nữa đây. Mình không biết con này là bao nhiêu GB. Này. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này cũng là RAM 2.8 triệu nhé. Đấy, nhà mình có hai con này là 2.8 triệu này. 2.8 triệu này và con này là 3.1 triệu các bạn nhé. A30S này. Đấy, hôm nay nhà mình về con A30S này. Đấy, A30S của nó là RAM, của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. A30S này thì là màn hình của nó ấy, thì là màn hình là tràn viền. Đấy. Hơn 6 inch nhé. Bản công ty 2 SIM 2 sóng ạ. Cái điện thoại này của mình thì cam nó hơi bị kém. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. A30S các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30S này các bạn nhận hàng lần sớm nhất. Máy đẹp là 90/90%. Bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? Con A30S này là mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. 3 triệu đồng A30S đấy. Đây. Đây. Con này là Vivo Y19 này. Vivo Y19 này. Này. Pin con này hình như là pin 5000 hay sao ấy. Đây, Vivo Y19, RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Vivo Y19 ấy ạ. Pin 5000 này, pin của nó này. Pin của nó cực kỳ là cực rồi. Không biết là cái chỗ mà giới thiệu điện thoại ở đâu ấy. Bây giờ là thay đổi khó đây. Vivo Y19 này, Y19 của nó là 3 camera này. À đâu, 1, 2, 3 camera, 1 đèn flash, vân tay này. Con này thì máy đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Máy đẹp keng luôn này. Đẹp như là mới luôn. Các bạn chỉ có thiếu mỗi cái hộp, các bạn có thể là bỏ hộp vào. Bỏ vào hộp là thành máy mới nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.400.000 nhé. 3.400.000 sản phẩm Vivo Y19 ấy ạ.
Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y19 thì các bạn nên hàng là sớm nhất nhé. Đấy, Y19. Đấy, con này là Oppo gì nhỉ? Oppo A1K này. Đấy, Oppo A1K này các bạn nhé. Máy đẹp keng như mới luôn các bạn nhé. Oppo A1K thì các bạn đã biết rồi. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Pin thì là hơn 4000. Màn hình thì là hơn 6 inch các bạn nhé. Này, màn hình con này là hơn 6 inch. Con Oppo A1K này. Đấy, máy đẹp như là mới. Con Oppo A1K này. Đấy. Con này thì bên mình đang bán với giá là 1.800.000 nhé. Đấy, máy đẹp như là mới luôn. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này tặng ông bà bố mẹ người thân, các bạn hãy tham mình được sớm nhất nhé. Đây, A1K này. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong con Oppo A1K này là RAM 32GB nhé. A1K này. Đấy. Đấy, rất là rẻ cho các bạn ạ. Và con này con A20S này. A20S đấy. Đấy. A20S đấy. Máy đẹp xanh, đẹp như nồi canh luôn ạ. Con A20S đấy. Con này thì máy đẹp. A20S của nó này con là phiên bản là RAM 3GB sao ấy. Mình sẽ xem của nó là phiên bản là RAM 30GB. RAM 3GB các bạn nhé. Con này RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con A20S này thì là màn hình của nó là màn hình là 6,5 inch nhé. Đấy, tràn viền. À, tràn viền tay trâu tay bò đấy. À, A20S đấy ạ. A20S tràn viền tay trâu tay bò. Đấy, A20S. Đấy, con này thì có tặng kèm cái ốp nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. 2.500.000 sản phẩm Samsung A20S nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A20S thì các bạn đang hàng là sớm nhất nhé. Và cuối cùng là con F11 Pro này. Đấy. F11 Pro này. Để mình chuyển sang tiếng Việt, mình vừa reset đi mà. Mình sẽ xem của nó là bản bao nhiêu GB các bạn nhé. Đấy. F11 Pro của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. F11 Pro này hình thức máy còn 90% các bạn nhé. Đấy. F11 Pro thì nó có camera thò thụt này. Đây. Đấy. Rất cực kỳ rất ok. Đấy, camera thò thụt đấy. Selfie rất là nét. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. 3.800.000 sản phẩm Oppo F11 Pro đấy ạ. Hình thức máy còn đẹp 90%. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F11 Pro này các bạn nên hàng là sớm nhất nhé. Bên mình đang bán bạn với giá là 3.800.000 đấy ạ. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đây, tặng kèm bạn một cái ốp dẻo đây, rất là đẹp đấy ạ. 3.800.000 nhé các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp cho bạn. Thì các bạn ưng sản phẩm nào mình các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại như mình nhé. Và đây số chính của mình. Thì lúc nào mình cũng đèo theo người. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình. Và ở xa thì bên mình có ship nên các bạn yên tâm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm để sử dụng lựa chọn nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng gần thì các bạn qua nhà mình này. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc các bạn nhá. Hẹn lại các bạn.